Chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ tải thêm RAM về và sử dụng ở trên máy điện thoại Android nha. Khi mà mua một chiếc điện thoại về sử dụng thì chúng ta thông thường sẽ quan tâm đến cái thông số điện thoại, ví dụ như là bộ nhớ RAM, bộ vi xử lý hay là bộ nhớ ROM, bộ nhớ lưu trữ. Trước đây thì những cái thông số này nó là cố định và trên điện thoại thì do là cái kích thước hạn chế về cái mặt kích thước, cho nên là những cái thiết bị điện thoại thì thông thường là các nhà sản xuất sẽ cố định cái thông số này ở trên cái bộ mạch luôn và chúng ta sẽ không thể nào mà nâng cấp được. Nó không giống như là cái thiết bị laptop hoặc là thiết bị máy tính địa bàn. Thì do là cái kích thước lớn cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể là sau khi mua về các bạn có thể nâng cấp cái bộ vi xử lý, dung lượng RAM và cũng như là bộ nhớ trong. Tuy nhiên trên điện thoại do cái hạn chế về mặt vật lý cho nên là những cái thành phần này thì các nhà sản xuất sẽ hàn cố định ở trên cái bo mạch và chúng ta không thể nào mà nâng cấp được. Tuy nhiên thì do là cái phát triển về mặt công nghệ hiện tại thì các cái hãng điện thoại, đặc biệt là các hãng điện thoại Android ví dụ như là Samsung hay Oppo đã ra mắt thêm cái tính năng đó là RAM Plus và cho phép chúng ta có thể cộng thêm cái dung lượng RAM về để sử dụng ở trên máy điện thoại mà hoàn toàn miễn phí. Và cái điều tuyệt vời là cái tính năng này thì nó hoàn toàn tự động, các bạn chỉ cần cập nhật lên hiệu đành Android 12 thì cái tính năng này nó sẽ tự động nó kích hoạt. Và đối với những bạn mà sử dụng điện thoại Samsung thì các bạn chỉ cần là vào phần cài đặt cho mình, các bạn vào phần thông tin điện thoại, các bạn vào phần thông tin phần mềm, các bạn xem. Ở đối với điện thoại Samsung thì ngoài cái phiên bản Android là 12 thì nó sẽ còn một cái phiên bản đó là One UI, và nếu mà bạn nâng cấp lên cái phiên bản One UI mới nhất là 4.1 thì nó sẽ cho phép chúng ta cộng tối đa là 8 GB. Các bạn lưu ý là cái 8 GB này thì không phải là điện thoại nào cũng được cộng lên tối đa là 8 GB. Chỉ những chiếc điện thoại cao cấp mà sử dụng cái phiên bản One UI là 4.1 trên cái nền tảng là Android 12 thì nó mới được cộng tối đa là 8 GB. Còn thông thường những cái điện thoại tầm trung thì các bạn có thể cộng tối đa là từ 4 đến 6 GB nha. Và các bạn chỉ cần vào cái phần chăm sóc thiết bị hoặc pin này, các bạn vào cái phần bộ nhớ. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái tính năng đó là RAM Plus và ở đây thì mình đang cộng tối đa là 8 GB RAM. Đó, các bạn chọn vào. Ở đây thì các bạn có thể tùy chọn lựa chọn là cộng thêm 2 GB, 4 GB, 6 GB và 8 GB. Và nếu mà các bạn muốn sau mỗi lần chúng ta lựa chọn thì các bạn chỉ cần khởi động lại điện thoại thì điện thoại chúng ta nó sẽ tự động nó cộng tương ứng là cái số ghi mà các bạn đã chọn nha. Đó. Như vậy là với mới một chiếc điện thoại tầm trung, ví dụ mình lấy ví dụ là có RAM là 8 GB, có RAM là 6 GB và bộ nhớ trong là 128 GB. Nếu mà sử dụng thêm cái tính năng RAM Plus này để cộng để tải thêm RAM ảo, và cái RAM ảo này thì nó sẽ lấy trực tiếp từ cái bộ nhớ trong ở trên điện thoại của các bạn. Ví dụ các bạn có 6 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong mà các bạn muốn cộng thêm 6 GB nữa thì các bạn chỉ cần là sử dụng cái tính năng RAM Plus này thì các bạn cộng thêm 6 GB thì như vậy là các bạn sẽ có tổng cộng là 12 GB RAM. Và lúc này thì bộ nhớ lưu trữ các bạn sẽ giảm đi là 6 GB thì nó sẽ còn là 122 GB. Thì như vậy là nó vẫn dư dả để các bạn có thể sử dụng một cách hoàn toàn bình thường. Và trên đây là mình đã giới thiệu các bạn cái cách để chúng ta có thể tải về cái tính năng RAM Plus, tức là cái tính năng mà chúng ta có thể tải về RAM ảo ở trên điện thoại của chúng ta một cách hoàn toàn tự động. Và cái tính năng này thì các bạn không cần phải kích hoạt gì cả, các bạn chỉ cần cập nhật lên cho mình lên cái tính năng lên hệ điều hành Android 12 thì cái tính năng này nó sẽ tự động nó được kích hoạt. Và cái điều mà các bạn có thể lựa chọn được đó là chúng ta sẽ lựa chọn xem là cộng tối đa là bao nhiêu ghi. Các bạn có thể chọn là 2 GB, 4 GB, 6 GB và tối đa là 8 GB để tăng thêm cái bộ nhớ RAM của các bạn. Rồi, và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và cũng như là nó hữu ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới và có ý nghĩa. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.